Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình Hỏi Khó Đáp Khó đến từ Viền Bi. Và khách mời ngày hôm nay của chúng ta đó chính là idol Sĩ Phương Nikit. Anh ơi, em chào anh. Bắt tay anh nha. Dạ. Em đau, bỏ ra. Đối với anh, đâu là cây vợt hot hit nhất trong năm 2023? Tính ra nó hỏi khó, bạn cậu hỏi lại khó nên là mình đáp khó luôn. VS Du Long. VS Du Long phải gọi là một cái quả bom tấn trong năm 2023. Vợt nó được thiết kế hay là con rồng nên là rất nhiều người ưa chuộng, bởi vì rồng nó tượng trưng cho sức mạnh và sự thống trị, quyền lực, nên là thành ra là nhiều người ưa chuộng. Và cây vợt nó cũng thiết kế quá là đẹp đi, nguyên con rồng ở trên cây vợt luôn, và vẫy rồng lấp la lấp lánh nữa, sờ đã tay nữa. Và đó cũng là cái cây vợt mà anh review view cao nhất. Cái cây vợt dạng là mình đứng, mình chia sẻ, mình nhận định về em vợt đó cho các bạn xem thôi, mà cái video đó view phải gọi là cực kỳ khủng khiếp. Cái cây vợt anh review ấy, cái màu gì? Cây Du Long thì lúc đầu là nó có bản màu là màu xanh thôi, màu xanh lá. Xanh lá thì sao? Bị xa lánh. Hỏi sao cây vợt Du Long tuy nó nổi tiếng nhưng nó mang theo quá là trời tai tiếng đi kèm luôn. Anh phải đánh cây vợt của em. Vợt đây. Gì đây? Đâu? Tên VS Du Long phiên bản Kim Long. Mà nhìn về cái túi này nó vàng nhưng mà vàng hơi chanh nha. Không, cái này là chanh xạ, hiểu không? Cho chữ là lấp la lấp lánh. Biến tấu ghê vậy ba. Đợt trước mình làm review cho các bạn thì mình cũng có nói này là theo dạng là cái sợi râu của con rồng nè. Cái phần này là theo dạng là tượng trưng cho cái phần mà vẫy nè. Đó, và cái này theo dạng là cái dạng cái sừng bên trên của nó, chứ không phải cái cộng đồng này mình quên. Đó, cái dạng cái sừng á. Khi mà các bạn đeo lên người nhìn đỉnh lắm nha. Đây. Đợt trước anh làm video là anh đeo lên cho mọi người xem luôn. Ở đằng sau đó sẽ có cái cộng dây màu tím luôn các bạn, nhìn nó khá là nhấn nhá. Cái túi này các bạn đeo ra đường nó bảo là bao nổi luôn. Hiện thường các bạn sẽ đeo vô như vậy. Đợt trước mình cũng nói các bạn đeo như vậy nè. Nhìn các bạn sẽ cảm giác là như là nguyên cái con rồng mình đang đi, là mình theo dạng tượng trưng cho cái đầu rồng. Còn cái này là cái sừng rồng của mình ở đằng sau. Trời ơi, ghê vậy ta. Vậy cái video đó mới được 300,000 qua. Nhưng mà cái video đó anh nhận định hay lắm. Thì tổng thể là cái túi vợt của ta rất là đẹp. Ở đây có chữ VS, đây có chữ Du Long ở phía đây nè. Đó. Này, Du Long nè. Rồi, cho con quái thú sống chuồng đi em. Anh chỉ làm một lần duy nhất thôi nha, cầm chắc vô. Ui giời, ghê vậy trời. Khui vợt phải như vậy. Trời ơi. Con sẽ có cái túi này, chữ Du Long đúng không anh? Cái này theo dạng là cái chữ tất thắng. Tất thắng à? Đúng rồi, Du Long mà. Nó lại càng đúng cái nhận định của em, hiểu không? Mình mang cái này vô phong thủy có chữ tất thắng á, mình vô đánh là chỉ có thắng thôi. Không không, tất thắng tao chế. Chứ tao không biết nó là cái gì. Đầu tiên nhìn vô phần màu sắc cây vật này, anh thấy là nó vẫn giống y chang cây vật cũ, nhưng mà nó đổi cái màu và đổi cái họa tiết thiết kế. Thì nhìn tổng thể cây vật này được sơn nhám rất là cứng cáp nè. Rồi đây vẫn rất là thích. Trời ơi, cảm giác ngày nào của tôi sờ vô cái đũa vợt, sờ vô cái khung vợt, nó có những cái lớp vảy rồng rất là đã, thật sự luôn. Cây vợt này các bạn mua về các bạn sờ đã tay lắm. Đó, và ơi. Đặc biệt nha, cái vảy rồng này mặc dù các bạn thấy nó màu bạc nhưng mà ánh sáng đánh vô cái nó ra bảy sắc cầu vồng. À, cái này màu này em kể mọi người nghe nha. Cái này á thì chúng ta gọi nó là màu của sò, vỏ sò nha. Anh biết mấy cái ở mấy cái băng đĩa. Nó kiểu dạng như vậy á. À, giống cái đĩa mà theo dạng là có ánh sáng vô đúng không? Cái nó có rất nhiều màu, bảy sắc cầu vồng. Ui, không mà cái này đỉnh thì các bạn nha, phải công nhận là đạn đánh vô đây nhìn thấy bảy sắc cầu vồng mình hết hồn luôn mà. Đặc biệt chỗ này có hai cái đầu con rồng nè. Hai đầu con rồng màu tím, thì nguyên cái khuôn này nó sẽ thiết kế dạng là nguyên con rồng đi theo luôn nè. Đó, từ đây tới đây, từ đây tới đây hang nào nó đấu vô. Thường là chính giữa sẽ là cục Long Châu. Đây chính giữa nguyên chữ logo VS. Đúng á, là hai con rồng sẽ tranh cục Long Châu ở chính giữa. Mà chính giữa này đã làm theo vợt mà. Vâng. Ra thương hiệu của VS liền. Hợp ý vậy. Nói chung là nhìn tổng thể cái màu sắc cây vợt này thì nó rất là chói. Phải gọi là rất là chói luôn. Mang ra sân phải nói là 100% ắng phải nhìn. Hồi xưa mình nhớ là có cây VS công phu ra biệt á, nó màu vàng nó cũng chói, mà màu này nó còn đỉnh hơn nữa, màu chói hơn nữa các bạn. Nó có tại nó có phối màu tím nè. Nhìn rất là chói luôn. Thì với cây vợt này các bạn chỉ cần đan bộ lưới màu trắng thôi là đảm bảo nổi cực kỳ nổi. Thì đầu tiên thiết kế cái cây VS Du Long này nó bị một cái khó mà những cái bạn theo dạng là phong trào đánh giá là mang mua em mới về đánh không ngon là do cái khung vợt. Cái khung vợt nó được thiết kế theo dạng là cái hình cái trứng các bạn nè. Nó sẽ bị bo hẹp ở cái phần đỉnh vợt này hơn. Bo hẹp đỉnh vợt này các bạn sẽ thấy là nó thiết kế những cái cây vợt cao cấp như là Astrong trong cái Z đồ này nọ, là nó sẽ bóp nhỏ cái điểm ngọt lại. Cái phần ở dưới khung này thì nó vẫn to nha. Nó to, nó kết hợp giữa hay dạng là hai cái khung. Thứ nhất là cái khung vợt cao cấp nó ở phía bên trên, rồi phía bên dưới là cái khung của những cái cây vợt hay dạng là giá rẻ
khung to kết hợp lại là cái khung này, thì thành ra là đánh cây vật này các bạn sẽ cần phải trang làm quen. Bởi vì lúc đầu các bạn đánh nó sẽ bị cạch vật ở trên phần đỉnh vật nó nhiều. Khi mà các bạn làm quen được thì mình đảm bảo là cây này sẽ giúp bạn đánh ra được những cái quả bọc phát cầu nó sẽ mạnh. Dạ, đúng rồi, tại vì nó thu nhỏ điểm ngọt mà. Thì khung vật ở đây mình thấy là nó được thiết kế theo dạng là vát mỏng luôn, nó không phải là vát mỏng. Cái khung này theo dạng là giống cái khung sơ bế Axeber và Humbertech á. Dạ. Cái khung theo dạng là cái khung dày và nó bo viền. Nó dạng là khung Aeroflame á. Dạ. Nó sẽ dạng theo dạng là cái khung thiết kế là theo dạng là hướng đến là toàn diện, không vừa mạnh vừa nhanh luôn. Kế tiếp là về cái phần đũa vật, thì đây là mình thấy là có một cái đũa vật mỏng nè. Dạ. Đũa vật mỏng thì nó sẽ tăng cường được cái độ đàn hồi, giúp các bạn đánh nhồi liên tục nó sẽ tối ưu hơn, nó không có bị chậm nhịp. Đây, cái đũa vật của Du Long mình đo là chưa đến một ngang tay của mình, là nó là một cái đũa vật theo dạng là có chiều dài là ở mức trung bình các bạn nha. Đó, thường thường những cái cây vợt, cái đũa dài nó sẽ trợ lực cho người chơi, hướng đến người mới chơi nhiều hơn. Còn với những cái cây vợt theo dạng là có đũa dạng trung bình như thế này, chưa đến một gang tay của mình là tầm khoảng 20cm á, nó hướng đến những các bạn yêu cầu là có trình độ tí xíu. Và cuối cùng là về cái phần chụp mũ vợt ở đây, thì đây là mình thấy là được cho mình một cái chụp mũ vợt nó tròn thôi, chứ nó cũng không có quá nhiều điểm tựa đâu. Cái đế vợt nha, thì bây giờ nó sẽ làm cái dạng thiết kế là không còn phần carbon nữa hả? Đồ, tính ra là cũng đáng tiếc cái chứ. Không còn phần carbon nữa, như là một cái đế đen nguyên thủy luôn. À, vậy là anh nghĩ theo dạng là VS cũng muốn làm thiết kế theo dạng là nhà Liên Ninh á. Yeah. Liên Ninh theo dạng là hồi xưa là cũng vân đồ các thứ, xong rồi là thấy Yonet là làm một vân thôi. Dạ yeah, đúng rồi. Là cũng làm một vân luôn. Cái vành đế này sẽ là vành đế theo cái dạng góc cạnh kim cương á. Đó thì anh sẽ khi mà anh sờ vô thì nó vẫn có một cái nhọn. Đó, anh sờ vào rồi, nghiên cứu kỹ vô. Giờ cảm giác nó nhức cái đầu. Biết được mấy cái này. Ờ ha. Tự nhiên cái này nó thiết kế nó lòi ra đây là cái gì ta? Anh biết làm gì không? Làm gì? Thì với cái cây VS vô lông này, anh nhìn nhận là có một cái điểm mà anh nhớ hoài không quên luôn, đó chính là nó được làm từ carbon có độ bền rất là cao. Anh nhớ không làm là cái sức căng cây này nó tới đâu 17kg hơn. 17kg hơn á? Ờ, đây, đâu nè 36 pound nè, 36 pound là tính mà tính ra chia ra là 17kg mấy, đúng rồi. Dạ. Còn về hay dạng là như nãy anh cũng nói phần thiết kế thì anh nghĩ là công nghệ nó là đó hết rồi. Dạ vâng. Đó. Thì có gì các bạn có thể xem lại video cũ nha. Nhưng dạ, công nghệ thì do này là video này đụng là chia sẻ điện nên là mình không có nhớ lắm. Nhưng mà bù lại là về cái độ bền bỉ rất là cao. Cao. Cao nên là khi mà các bạn đánh là có những cái pha tình huống cạch cầu hay là cạch vật thì mình đảm bảo không hề gì đâu. Và cái phần khuôn vật này nó cũng rất là dày. Chiều ngang các bạn thấy nè, nó dày nhìn nó chắc chắn lắm. Cái ấn tượng nhất của em mà khi em thấy cây vợt này á là cái khung vợt. Cái khung vợt nó rất là dày dặn nha. Nhìn nó là cứng cáp nha. Đúng rồi. Thật luôn, kiểu mà mang cây vợt ra sân ấy, mấy cầu trai giữa mấy thằng kia nhìn cây vợt của mình thấy cũng sợ rồi. Cứ cầu giữa là cứ thoải mái, đỡ thoải mái, khỏi phải lo. Và thứ tư là về phần thông số vợt các bạn quan tâm nhất. Đây, em không biết là cái phần cái thông số cây vợt này nó có thay đổi so với bản cũ không ta? Nó như bản cũ thôi em. Dạ. À, thông số ở đây của chúng ta là 82 cộng trừ 2 gram là trọng lượng là 4U. 4U. 4U rồi. À, điểm cân bằng là lên tới 305 cộng trừ 3mm là một cái điểm cân bằng nặng đầu. Nặng đầu nha. Nặng đầu. Và cái độ cứng đũa ở đây là 8.5. 8.5 là nằm ở mức khoảng là trung bình. Mức căng 363 hồi nãy anh có nói rồi. Đó, nên là chứng minh đây là một cái cây vật thuần về tấn công đó. Đã là rồng là phải tấn công chứ. Đúng. Này còn rồng lemon đây. Chi tiết thông số như thế nào, coi có chuẩn không? Coi nhà VS có làm chuẩn không nha. Mong đợi quá, mong đợi quá. U, 83.3g, vậy là trọng lượng chuẩn 4U các bạn nha. Điểm cân bằng ở đây mình đo được là đúng 305mm là nặng đầu, là đúng với thông số của nhà sản xuất đưa ra luôn các bạn nha. Rồi, và cùng chờ xem swing weight của VS Vũ Long Vàng sẽ là bao nhiêu nha. Mình nghĩ khá cao bởi vì em nó nặng đầu mà. Uầy, tận 88kg trên 1cm2. Một cây vợt 4U mà 88. Bắt đầu xuống rồi các bạn ơi. Không biết là độ cứng đũa của VS Vũ Long Vàng sẽ là bao nhiêu đây. 8.295 coi như là 8.3. Một cái độ cứng đũa nằm ở mức cứng trung bình nha. Mình đo thông số phải gọi là chuẩn mà mình không tưởng luôn. Nhất là về cái điểm cân bằng đo ra 305 cái mình thấy vui. Mình thấy kiểu như mình quan tâm là quan tâm tới cái điểm cân bằng của vợt. Cá nhân mình sẽ quan tâm nhiều là thấy wow, thấy điểm cân bằng cao là ngon. Để vô đo cái kịch cái swing quay cái nữa. Trời ơi. 88kg vô 1cm2 là nói gì nữa các bạn ơi. Cây này là mang lên sân là chỉ có búa cầu thôi. Nhưng mà anh bạn nào đủ khỏe mới có thể đánh được nha. Bởi vì cái đũa vợt của nó mình đo là dạng là nó cứng hơn so với thông số của nhà sản xuất đưa ra. 8.3. Là tới 8.3 là nó nằm một dạng là cứng. Hơi về mặt trung bình tí xíu nhưng mà nó cũng là cứng. Cái cây vợt này đó mình nói cái đũa nó mỏng và cái đũa nó cũng hơi ngắn tí xíu nên là thành ra yêu cầu những các bạn phải có lực tay mới có thể đánh được cây vợt này. Thì mình nghĩ là cây vợt này là dành cho những bạn có trình độ mức trung bình trở lên. Dạ. Nó có thể đánh được phải chơi cầu tầm 2 năm trở lên. 2 năm đó. Có đi học cầu và lực tay khỏe tí xíu. Không cần đi học cầu cũng được nhưng mà lực tay khỏe. Có một phần hơi khó đánh là phần khung vợt nên là các bạn cần kiểu như làm quen. Mất thời gian làm quen với cái khung vợt này. Cái khung này theo dạng là cái khung hình trứng, giống hình trứng này, nên là các bạn khi mà các bạn giai đoạn đầu các bạn đánh sẽ cần thời gian để làm quen. Mình nghĩ là nó sẽ cạch vật nhiều nhưng mà mình nghĩ là nếu các bạn làm quen với cái khung này được rồi thì các bạn sẽ đánh những cái pha bọc phát cầu của bạn, những cái pha đập cầu của bạn nó sẽ trở nên uy lực.
em này mình thấy là đáng trải nghiệm các bạn nha. Và sắp tới mình nghĩ mình sẽ lên một chiếc video mình test luôn. À, chọn cái cây này mà anh nhu động thì sao nhở? Cái đợt trước mà em bạn nói là VS Yulong đánh rung đúng không? Đợt này mình đang hứa mình cho mọi người tem pin mới test hết. Với một cây vợt phân khúc giá chỉ có đâu là 1,5 triệu. Tại vì mình không với giá thiệt, mình nhớ đâu đó khoảng 1,5 triệu đổ xuống á. Vâng. Đó, thì mình nghĩ là VS Yulong vàng này, cái bản 2024 này là một số chuẩn và rất đáng là các đồng thủ trải nghiệm nha. Và vừa rồi mình cùng với anh Stephen Rickett cũng đã review nhẹ nhẹ cho các bạn thấy là cây vợt VS Yulong phiên bản vàng năm 2024. Nếu các bạn thấy video này hay, vui vẻ, bổ ích để lại các bạn một chút gì đó thông tin thì các bạn hãy nhấn gì anh? Like, subscribe. Đúng rồi, của anh. Cây này đẹp quá. Vậy 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 kim cương vậy màu kim vàng cương. Nổi mà thông số chuẩn. Đợi cái gì không lấy ba. Clip sau test nha. Test luôn nha.